Thái Nguyên, một vùng đất cách thủ đô Hà Nội không bao xa mà phong cảnh hữu tình. Mênh mang hồ núi cốc với truyền thuyết xa xưa đã đi vào câu hát. Theo những con đường hai bên cảnh trí phong quang, gặp thác mưa rơi trong trẻo, thiên nhiên hoang sơ từ núi cao rừng sâu hùng vĩ, mạch nguồn tuôn chảy thành suối Mò Gà. Khu khảo cổ học thần xa, hang Phượng Hoàng kỳ ảo từ thuở hồng hoang của loài người. Những đồi chè xanh, vị ngon khó quên, làm muôn người nhớ đến Thái Nguyên. Vùng đất này còn có nhiều di tích nổi tiếng như chùa Hang, đền Đuổm. Cụm di tích lịch sử về sự kiện khởi nghĩa Thái Nguyên 1917, lưu danh các thủ lĩnh chống thực dân Pháp là Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến. Tiếp tục hành trình trên đất Thái Nguyên, chúng ta sẽ đến thăm những di tích cách mạng một thời hào hùng kháng chiến 9 năm trong trang sử đấu tranh của đất nước. Xin chào quý vị và các bạn. Nói đến Thái Nguyên, du khách sẽ bị lôi cuốn bởi những chương trình du lịch về nguồn và tìm hiểu truyền thống cách mạng. Nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 50 km về phía Tây, Định Hóa được chọn là nơi xây dựng an toàn khu ATK và là nơi trung tâm lãnh đạo trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Bác Hồ của chúng ta cùng các đồng chí lãnh đạo đã từng làm việc tại đây. Đặc biệt hơn, khi đến Định Hóa, chúng ta còn được tìm hiểu về văn hóa, đời sống, sinh hoạt của bà con dân tộc sinh sống ở trên vùng đất này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi bắt đầu cuộc hành trình của ngày hôm nay. Đi theo quốc lộ 3, trên con đường quanh co uốn lượn trong rừng núi, len lỏi qua những đồi chè xanh mơn mởn và đồi cọ râm mát là những ấn tượng đẹp đầu tiên của chúng tôi về phong cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ của núi rừng ATK Định Hóa. Một miền đồi núi hiểm trở, có địa thế chiến lược về quân sự. Điểm tham quan đầu tiên mà du khách thường ghé thăm là bảo tàng ATK Định Hóa ở xã Phú Đình. Để tìm hiểu khái quát tổng thể về khu di tích này, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ chọn làm nơi xây dựng an toàn khu ATK căn cứ địa cách mạng. Trong đó, Thái Nguyên có vinh dự ở vào vị trí trung tâm của thủ đô kháng chiến với nhiều địa danh đã đi vào lịch sử. Những hiện vật còn đây và nhiều ảnh tư liệu quý như đang kể cho chúng ta câu chuyện lịch sử và làm sống lại những năm tháng hào hùng ở chiến khu Việt Bắc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng Tư lệnh đặt đại bản doanh để lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là đồi Khao Tý thuộc xã Điểm Mặc, và cũng chính tại căn lán này là nơi đầu tiên Bác Hồ đã đến ở và làm việc tại ATK Định Hóa vào ngày 20 tháng 5 năm 1947, mở đầu cho 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Đồi Khao Tý thuộc xã Điểm Mặc, nơi có cảnh quan đồi cỏ xen lẫn rừng trúc rất thơ mộng. Với điều kiện sống và làm việc hết sức giản dị trong một không gian đơn sơ, tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dồn hết tâm huyết cho công việc và viết nên những tác phẩm như Sửa đổi lối làm việc, còn nguyên giá trị và mang tính thời sự cho đến hôm nay. Tại căn lán này, vào một đêm trăng sáng vàng vặc, Bác đã viết bài thơ Cảnh Khuya. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Chúng tôi tiếp tục hành trình tới thăm các di tích lịch sử, một thời là những cơ quan đầu não chỉ đạo cuộc kháng chiến. Ở ATK Định Hóa, rải rác khắp các xóm bản của bà con các dân tộc, còn có các cơ quan từ Trung ương Đảng, Chính phủ, đến đoàn thể, các ban ngành, tòa soạn, báo chí, nhà máy in, công xưởng, kho tàng và các trường đào tạo. Tổng cộng có hơn 100 di tích lịch sử cách mạng nằm khắp núi rừng Định Hóa. Di tích cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Nơi đây có vị trí chiến lược thuận lợi cho việc liên lạc đi các hướng. Đây là nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kiêm Văn phòng Quân ủy và Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh. Đồi Tỉnh Keo ở ngay chân đèo Re thuộc xóm Tỉnh Keo, xã Phú Đình, trung tâm của an toàn khu Trung ương. Trong kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã đặt đại bản doanh tại đồi Tỉnh Keo 3 lần.
Chính tại căn lán này, vào ngày 6 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Hội nghị Bộ Chính trị hạ quyết tâm mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Dưới ánh sáng tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành thắng lợi vĩ đại trên chiến trường Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thủ đô gió ngàn là đây, người Thái Nguyên hồn hậu và cây lá vẫn xanh từ thủ ấy che phủ, bao bọc những mái lán, che nứa rung rỉ giữa rừng già. Tìm keo dựa vào núi Hồng, và từ dãy núi này mạch nguồn ngàn sâu hợp thành dòng suối khuôn tác, đổ xuống qua từng vạt đá, thành thác bảy tầng, là những thắng cảnh thật thơ mộng mà chúng ta có thể thử sức mình chinh phục và khám phá. Đây là một thắng cảnh thiên nhiên rất thú vị, bổ sung cho chuyến đi du lịch về nguồn thêm ý nghĩa. Nằm cách di tích lịch sử đồi Tìm Keo khoảng 1 km, hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại chân thác 7 tầng của ATK Định Hóa, một con thác kỳ vĩ và nhuốm màu huyền thoại, và chắc chắn đường lên chinh phục đỉnh thác sẽ có rất là nhiều điều lý thú. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi. Con về đường núi đèo re, bên này lục dã, bên kia tân trào, thác khuôn nước đổ ào ào, chim reo trong lá xôn xao núi Hồng. Du khách đến với thác bảy tầng và dòng suối khuôn tác là một không gian sơn thủy hữu tình, một vùng sinh thái trong lành với những câu chuyện truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Có thể nói đây là một tuyến du lịch mạo hiểm khá thú vị nằm giữa an toàn khu Định Hóa. Hành trình leo thác thật vất vả với những vách đá treo leo, cộng với ngày hôm nay nước ở trên thượng nguồn đổ về rất nhiều. Nhưng có lẽ chính bởi vậy càng làm cho cảnh quan thiên nhiên nơi đây trở nên hùng vĩ hơn. Thác 7 tầng còn có tên gọi là thác Tóc Tiên. Theo truyền thuyết mà người dân nơi đây kể lại rằng, ngày xưa cũng chính tại con thác này có rất là nhiều những nàng tiên ở trên trời xuống đây để tắm mát. Và mái tóc của các nàng thì uốn lượn như những dòng suối thác. Có lẽ chính bởi vậy, con thác này còn có tên gọi khác là thác Tóc Tiên. Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đây thì quả thật thác 7 tầng không hổ danh là một danh thắng tiêu biểu của Thái Nguyên. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình ngược theo dòng suối khuôn tác lên phía thượng nguồn. Thật là thiêng liêng, trong bức tranh thiên nhiên không thay đổi từ khi ấy, biết bao hình ảnh thân thương của Bác lại hiện lên trong từng mảnh đất bờ suối, cánh rừng, mái lá. Xin được giới thiệu với các anh chị, đây chính là đoạn suối Khuôn Tát nơi Bác thường ra tắm giặt câu cá. Thì chắc là trên các tiếp phim tư liệu chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh Bác Hồ đi dọc bờ suối trên vai bắt một cành cây để phơi chiếc áo. Đó chính là đoạn suối nơi đoàn chúng ta đang dừng chân đây. Và sau đây xin mời các anh chị, chúng ta sẽ đi tiếp qua đoạn suối này, sẽ sang tới cây đa Khuôn Tát để thăm nơi Bác thường ra tập võ chơi bóng chuyền. Xin mời các anh chị. Trên mỗi nẻo đường Việt Bắc đều vương vấn hình bóng của Bác Hồ. Nhớ người những sớm tinh sương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo. Nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người. Chúng tôi tiếp tục đi qua một bãi cỏ rộng, hướng về một cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trên bãi cỏ này trước kia là nơi Bác đã cùng các chiến sĩ và cán bộ tập thể thao, chơi bóng chuyền hay ngồi nghỉ dưới cây đa. Lúc đó người ta gọi là cây đa Khuôn Tát, sau này còn đặt tên là cây đa Bác Hồ, để ghi dấu một di tích minh chứng cho hình ảnh của Bác vẫn còn hiện hiện với bà con thôn bản nơi đây. Sau khoảng thời gian lắng đọng tại các di tích lịch sử ATK, chúng ta có thể cùng nhau thưởng ngoạn bức tranh phong cảnh đặc trưng rừng cỏ đồi chè của miền Trung Du. Huyện Định Hóa gồm 8 dân tộc anh em đang sinh sống, đông nhất là dân tộc Tày. Hiện nay, ngành kinh tế chủ lực của huyện là nông lâm nghiệp và huyện đã xây dựng được thương hiệu gạo bao thai và chè sạch Định Hóa nổi tiếng trong vùng.
Đến nơi đây, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bạt ngàn, xanh mướt của những nương chè lượn sóng. Chúng tôi được giới thiệu đến làng văn hóa du lịch cộng đồng Bản Quyên để tìm hiểu về nghề sản xuất chè truyền thống. Anh chị cho em hỏi đường về Bản Quyên có gần đây không ạ? Hiện tại anh đang đứng tại bãi chè này là bãi chè của xóm Bản Quyên đấy anh ạ. Thế nhà anh chị có ở trong Bản Quyên đấy luôn không ạ? Nhà em cũng ở trong Bản Quyên anh ạ. Chứ chè thế này mình hái nào chị? Anh ơi, chè này hái một tôm hai lá anh ạ. Đây gọi là một tôm hai lá. Một tôm hai lá. Đấy, đâu là tôm đâu ạ? Đây ạ, tôm đây ạ. Một hai lá đây ạ. Một tôm hai lá như này thì chè nó mới đảm bảo, khi sao lên thì chè nó mới ngon. Thế nhà anh chị có sản xuất chè luôn không ạ? Sẽ có anh ạ. À thế à, ôi, hay quá, em cũng đang muốn tìm hiểu về nghề làm chè. Thế lát anh chị về cho em theo cùng nhé. Dạ vâng. Chúng tôi tới thăm hộ gia đình sản xuất giỏi của chị Nông Thị Lan ở Bản Quyên để biết được sau khi hái những búp chè tươi về, làm thế nào để ra thứ chả mặn ngon mà chúng ta vẫn uống hàng ngày. Theo chị Lan, để sản xuất ra 1 kg chè búp đặc sắc không hề đơn giản. Quy trình sản xuất chè trải qua nhiều công đoạn khá công phu và tỉ mỉ. Công đoạn thứ nhất là mình quay cho chè nó héo hết đi, rồi mình cho ra. Nên công đoạn thứ hai là mình sẽ cho sang, đây là gọi máy vò chè. Mình cho sang vò, khi nào mà chè nó xoăn đều lại với nhau thì mình cho ra. Cho ra đến công đoạn 3 mình lại cho lại, quay lại tôm. Mình đun cho lửa ra nó đều lửa, nóng đều. Rồi mình sao cho đến khi chè nó khô lại. Khi mà các búp mình cầm nên nó giòn chè, chè nó ngon, nó xanh là ở công đoạn 3. Hiện nay Định Hóa có khoảng 2.700 hecta chè. Sản lượng chè búp tươi năm 2013 đạt hơn 20.000 tấn. Nhiều hộ dân ở đây đã áp dụng mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp để tạo ra những loại chè ngon và sạch. Chúng tôi cùng lên thăm căn nhà sàn truyền thống của người Tày để thưởng thức hương vị chè sao suốt nổi tiếng của Định Hóa. Ở đây thì đất đai với rồi nhà cửa rồi là đồi núi nó cũng hữu tình, cho nên là các đoàn khách người ta vào thăm các điểm di tích, đồng thời cũng ta vào thăm nhà sàn và thăm các cảnh đồi chè. Ví dụ nhà của chúng tôi đây, thỉnh thoảng cũng có những đoàn khách người ta đến để mà tham quan, đồng thời vừa xem cái quy trình sản xuất chè, đồng thời vừa thăm cái mô hình của nhà sàn. Bà con dân tộc Tày ở Bản Quyên đã bao đời hầu như vẫn giữ được nề nếp phong tục, tạo ra những nét văn hóa độc đáo để phát triển du lịch cộng đồng. Khi trải nghiệm cuộc sống ở Bản Quyên, du khách còn được thưởng thức các món ăn rất hấp dẫn của người Tày. Độc đáo và kỳ lạ nhất là món sâu cọ được khai thác từ thân cây cọ và chỉ mùa hè mới có. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những món ẩm thực hết sức phong phú của bà con dân tộc Tày ở Định Hóa như là gà nấu canh gừng, rau bồ khai, nộm hoa chuối hay là khao nhục, thì có một món ăn hết sức đặc biệt nữa, đó chính là món sâu cọ. Nhìn cũng hơi ghê. Chắc chắn nơi đây phải là một vùng có rừng cọ, đồi chè bát ngát thì mới có món sâu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem anh Nguyễn Văn Hiến ở chợ Chu chế biến món ăn này như thế nào. Vâng, bây giờ là sơ chế sạch đi, xong là khi nó đã ráo nước thì mình cho vào chiên. Sâu cọ được chiên lên vàng ươm cùng với mùi thơm đặc trưng. Ai đã một lần thưởng thức món sâu cọ hẳn sẽ nhớ mãi mùi vị này. Lúc đầu tôi nhìn thì thực sự là không dám ăn, nhưng mà khi ăn xong rồi thì món này rất là ngon, khá là hay. Bùi bùi, ngọt ngọt và có gì đấy nó béo béo. Hy vọng là một lần nào đó quý vị các bạn lên đây thì có thể thưởng thức món sâu cọ này. Món sâu cọ đã làm nên nét ẩm thực dân dã và đặc trưng của vùng đất Trung Du Định Hóa. Cùng được thưởng thức hương vị ẩm thực độc đáo của người Tày chắc chắn sẽ là ấn tượng sâu sắc khiến du khách nhớ mãi. Điệu hát then hòa với tiếng đàn tính trầm bồng khoan nhạc là một trong những tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc thường được biểu diễn để đón du khách vào thăm bản du lịch này.
Tiếp tục hành trình khám phá những nét văn hóa đặc sắc của người Tày ở Định Hóa, chúng tôi đến thăm làng Du Nghệ, xã Đồng Thịnh, nơi được xem là một trong những cái nôi của nghệ thuật múa rối cản. Thường thì chúng ta chỉ biết tới nghệ thuật múa rối nước của người Kinh. Tuy vậy, ít ai biết rằng người Tày cũng có nghệ thuật múa rối cản rất độc đáo. Chào chào các bác ạ. Chào. Bác ơi, các bác đang chuẩn bị tiết mục múa rối cản đấy không bác? Các bác thì đang chuẩn bị tiết mục để đi múa rối cản. Cái tiết mục này tên là gì đấy bác? Tiết mục này là cái rối cản tắc kè. Đây. Có phải đây là con tắc kè đúng không? Đây là con tắc kè. Bác ơi, thích cái nghệ thuật múa rối cạn này ở làng mình lâu đời chưa ạ? Cái trò rối các kệ này của dân tộc này thì nói chung đã ra rất lâu đời. Vâng. Từ khi mà bản thân tôi lớn lên đã thấy. Con rối mà bác đang đẽo đây có tên là gì đấy ạ? Con rối này có tên là con pu cấy. Múa rối cạn là có nhân vật chính là có ba cái nhân vật chính. Một con pu cấy, một con tắc kè và một con trâu. Còn vâng. Những nhân vật là làm theo là 14 nhân vật, cả là người đi làm phụ họa theo. Ô thế ạ, có nghĩa là ngoài ba con rối thì còn có cả người tham gia nữa cơ ạ? Có người tham gia chứ. Ai chả đặc biệt quá. Từ khi tour du lịch về nguồn, thăm ATK Định Hóa phát triển, rối cản Du Nghệ dần được nhiều người biết đến, hoạt động của phường rối được khôi phục và có nhiều đơn đặt hàng biểu diễn ở cả trong và ngoài tỉnh. Nhiều đoàn du khách cũng tìm đến tận nơi để tìm hiểu và xem phường rối Du Nghệ biểu diễn. Và tiết mục múa rối này thì thường được diễn ra vào các dịp lễ hội hàng năm và với ý nghĩa là cầu cho bốn mùa cây cối xanh tươi và nâng cao tinh thần lao động. Điểm đặc biệt trong những tiết mục múa rối này là ngoài sự góp mặt của những chú rối ra thì chúng ta còn được thấy sự hiện diện của những nghệ nhân là những người nông dân đang sinh sống tại đây. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một trích đoạn múa rối có tên gọi là rối tắc kè. Trong lễ hội mùa xuân, người Tày ở Định Hóa thường diễn trò múa rối tắc kè pu cấy. Thông thường màn múa rối kéo dài khoảng nửa tiếng, mở đầu là màn diễn của các nghệ nhân mô phỏng hoạt động trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như cày cấy, đánh cá. Cuối cùng và cũng là trung tâm của màn rối là biểu diễn tắc kè leo cây. Tích trò kể câu chuyện về con tắc kè, đại diện cho loài vật có khả năng dự báo thời tiết tốt, nên phục vụ rất nhiều cho nghề nông của người dân. Những động tác của các nghệ nhân rất uyển chuyển như chạy nhảy vô cùng sinh động và đẹp mắt, mang đến cho người xem sự thích thú. Cùng với tiết trò tắc kè pu cấy, các trò rối khác của phường rối Du Nghệ sẽ được phục hồi và giới thiệu rộng rãi. Vui sao một sáng tháng năm, đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ. Suối dài xanh mướt nương ngô, bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn. Nằm trên đỉnh đèo Re lịch sử, có một công trình kiến trúc như đóa sen nở giữa núi rừng Việt Bắc. Đây là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi để mỗi người con đất Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc tìm về. Đó là những chuyến đi về nguồn rất có ý nghĩa, nơi những con đường cha ông đã từng đi, một thời kháng chiến làm nên lịch sử vinh quang của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyến đi về với Định Hóa lần này đối với chúng tôi như một lần được ôn lại những trang sử hào hùng và truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông ta. Khi đến với vùng đất này, tôi thực sự bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của đèo Re, núi Hồng, thác Bảy Tầng và bạt ngàn những rừng cọ đồi chè. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đó là sự chân tình hiếu khách của những người dân nơi đây với truyền thống văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Xin được hẹn gặp lại thủ đô gió ngàn Định Hóa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo.